Hương Giang lên tiếng minh oan bảo vệ Phạm Hương trước nghi vấn bị chơi xấu. Không để khán giả phải lo lắng, Hương Giang đã nhanh chóng lên tiếng về sự việc đang gây xôn xao này. Vào tối 24 tháng 6 vừa qua, show Xuân Hè 2018 của nhà thiết kế Đỗ Long đánh dấu chặng đường gần 10 năm làm nghề của anh đã được diễn ra rất hoành tráng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài sự đầu tư công phu thì sự kiện này còn thu hút khán giả khi có hàng loạt người nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu làng giải trí Việt cũng góp mặt. Cũng tại đây, lần đầu tiên một chương trình trình diễn thời trang có tới 6 vedette gồm Phạm Hương, Võ Hoàng Yến, Hương Giang, Ngọc Trinh, Chibu và Minh Triệu. Theo đó, Phạm Hương chính là trùm cuối của đêm diễn. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau khi kết thúc chương trình, một trang thông tin điện tử đã đăng tải đoạn clip và cho rằng Phạm Hương đang có hành động gây xấu Hương Giang. Cụ thể, khi chụp ảnh kỷ niệm ở giây phút cuối cùng, mọi người thấy được khoảnh khắc Hoa hậu Hoàng Vũ đứng ngang dàn hàng và không để Hoa hậu chuyển giới bước lên đứng cạnh mình. Ngay khi đoạn clip này được đăng tải rộng rãi, rất nhiều khán giả đã bức xúc và có những bình luận trái chiều. Đứng trước sự việc không hay này, Hương Giang đã nhanh chóng giải thích cho đồng nghiệp. Lúc đấy em với Hương cùng đi lên, nhưng em đi sau lưng Hương nên Hương nghĩ là em đứng sang bên phải anh nhà thiết kế Đỗ Long, rồi nên không để ý em đứng sau. Lúc sau khi Chi Bu lên thì Hương đã thấy và đứng tách ra để em và Chi đứng nên mới có bức ảnh này. Sân khấu rất đông và hỗn loạn, máy ảnh rất nhiều và dập liên tiếp nên không tránh khỏi những tình huống không đáng có. Còn sự thật thì tất cả những người trong cuộc không có vấn đề gì hết, em và Hương đã nhắn tin cho nhau và vui vẻ bình thường. Nhà thiết kế Đỗ Long khen ngợi câu trả lời của Hoa hậu Hương Giang dành cho ồn ào mới vừa xảy ra. Nếu có giải cho Hoa hậu ứng xử và xử lý tình huống có nên trao cho Hương Giang luôn không? Cả hai cũng đã nhắn tin vui vẻ, không có bất cứ mâu thuẫn gì sau sự việc này. Không chỉ Hương Giang mà từ phía quản lý truyền thông của Phạm Hương cũng rất bức xúc khi biết về sự cố này. Anh cho biết bản thân người đẹp Hải Phòng khi thấy nhà thiết kế Đỗ Long bị che đã kéo anh lên để chụp hình cũng như nhích qua bên phải để cho đội hình đẹp, chứ không hề cố tình chen lấn hay chơi xấu ai khác. Cười nghiêng ngả xem Mr. Control Xuân Nghị đối đáp với Trường Giang. Diễn viên Xuân Nghị với những câu trả lời cực hài hước lấn át cả Trường Giang trong chương trình Nhanh Như Chớp. Thời gian vừa qua, diễn viên Xuân Nghị đã gây bão cộng đồng mạng vì vai diễn siêu hài hước trong bộ phim Ngày Ấy Ta Đã Yêu. Vào vai một anh cảnh sát giao thông có giọng Quảng Nam nói vô cùng bá đạo, cùng mối tình oan gia ngõ hẹp với cô Sơn Bảo Thanh đóng, Xuân Nghị nhận được rất nhiều tình cảm từ phía khán giả bởi sự dí dỏm và nhập vai tốt của mình. Mới đây, khán giả đã đào mộ lại màn xuất hiện trên chương trình Nhanh Như Chớp của diễn viên Xuân Nghị với những câu trả lời cực kỳ hài hước. Nhiều người tin rằng máu làm hài và gây cười cho khán giả của Xuân Nghị là bẩm sinh, khi mà chỉ cần cất giọng nói thôi thì anh chàng này cũng đủ làm khán giả bật cười. Ở những câu đầu tiên, tuy trả lời sai ở một vài câu hỏi, nhưng trong những giây cuối, nam diễn viên đã liên tiếp đưa ra 6 đáp án đúng. Nhờ đó, đội của anh đã giành chiến thắng để bước vào vòng đặc biệt. Điều khiến khán giả chú ý là Xuân Nghị bất đồng quan điểm với MC Trường Giang ở câu hỏi tóc nâu môi gì. Với lý giải rằng tóc nâu có thể môi trầm, MC Trường Giang phải chấp nhận với đáp án này của Xuân Nghị. Nhanh trí, nêu được lời giải hợp lý, Xuân Nghị khẳng định bản thân là một trời kiến thức. Đang gây sốt với vai diễn chàng cảnh sát giao thông trong Ngày Ấy Mình Đã Yêu, nhờ chiếc giọng quảng đặc biệt, giọng thật của Xuân Nghị cũng nhanh chóng được cư dân mạng chú ý. Thời gian qua, diễn viên Xuân Nghị gây bão cộng đồng mạng vì vai diễn siêu hài hước trong bộ phim Ngày Ấy Ta Đã Yêu, vào vai một anh cảnh sát giao thông có giọng nói vô cùng bá đạo, cùng mối tình oan gia ngõ hẹp với cô Son. Xuân Nghị nhận được rất nhiều tình cảm từ phía khán giả bởi sự dí dỏm và nhập vai tốt của mình. Thời gian qua, chương trình Nhanh Như Chớp nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả trên sóng truyền hình. Đây là game show mang tính giải trí thách đố người chơi trả lời các câu hỏi mèo. Theo đó, người hâm mộ đã có nhiều trận cười sảng khoái khi thấy các nghệ sĩ trả lời đáp án rất hài hước. Những vai diễn bị ghét cay ghét đắng của mỹ nhân Việt. Thúy Ngân chắc hẳn không còn ai xa lạ với Ngọc Hân, Thúy Ngân thủ vai trong bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Trong phim, Thúy Ngân vào vai cô vợ có tính cách đanh đá, không hiểu lý lẽ được thể hiện qua những phân đoạn khiến khán giả phát điên. Hân là vai diễn đầu tiên khiến cho Thúy Ngân nhận nhiều lời mắng mỏ nhất từ trước đến nay.
Chính vì diễn xuất quá ấn tượng vai Hân mà Thúy Ngân đã rơi vào tình huống dở khóc dở cười ở ngoài đời vì bị ghét lay từ nhân vật. Cô chia sẻ, em bị mọi người ghét rồi ném đá nhiều lắm. Thậm chí có nhiều người thường xuyên gọi điện cho em vào lúc nửa đêm để khủng bố tinh thần. Có những cuộc gọi rất khó hiểu, đôi lúc em nhận máy họ không nói gì. Nhưng cũng có lúc mắng em bằng những ngôn từ rất khó nghe như mày là đứa hỗn láo mất dạy. Nữ diễn viên cho biết rằng ban đầu cô khá sốc, nhưng sau đó bình tĩnh lại thì mới biết khán giả đang phản ứng với vai diễn của mình. Những bình luận không hay trên mạng xã hội về Thúy Ngân cũng ngập tràn từ khi bộ phim này phát sóng. Hà Hương, cách đây không lâu bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời bất ngờ hot trở lại với những đoạn kết thảo mai gây sốt của nhân vật Nguyệt Hà Hương vào vai Nguyệt, trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất sau thời gian đó. Cô cũng là nhân vật bị ghét trong bộ phim lẫn ngoài đời. Nữ diễn viên chia sẻ, sau Phía Trước Là Bầu Trời tôi trở về với cuộc sống của một diễn viên múa. Nguyên nhân vì lúc đó không có nhiều kịch bản đất diễn cho tôi và tôi cũng bị ghét nhiều quá. Mới 18 tuổi mà ra đường bị ném đá như thế nên tôi sợ lắm. Gia đình còn gọi điện cho tôi trách, bảo sao bao nhiêu vai không diễn, lại diễn vai xảo quyệt ghê gớm như vậy, tôi nhột tới không dám lớn luôn. Hà Hương cũng cho biết thêm, thời mới làm dâu tôi cũng phải đi chợ, và khi ra chợ thì không người bán hàng nào muốn bán cho tôi, thậm chí tôi còn nghe một người bán hàng nói với nhau rằng, diễn viên này trong phim thế nào thì ngoài đời cũng như thế. Kim Oanh nhắc đến người chuyên trị những vai phản diện khó nuốt, không thể không nói đến nữ diễn viên Kim Oanh. Hơn 90% số vai diễn của Kim Oanh là vai phản diện. Rất nhiều khán giả chỉ nhìn thấy cô trên màn ảnh đã ghét cay ghét đắng. Kim Oanh từng kể, sau khi đóng Sóng Mở Đáy Sông, Ra Đường Ai Cũng Ghét, hay sau Những Ngọn Nến Trong Đêm cùng đóng với Mai Thu Huyền, khán giả gặp ở ngoài gọi Huyền là cô Trúc, còn thấy Kim Oanh thì chỉ trỏ con Tuyết đây rồi. Dù bị ghét, nhưng Kim Oanh biết như vậy có nghĩa cô đã diễn tròn vai. Với cô được cống hiến hết mình cho vai diễn cho khán giả, đã là một niềm vui và thành công lớn trong sự nghiệp. Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân, liệu rằng khán giả còn ai nhớ đến bộ phim Vòng Xoay Tình Yêu từng làm mưa làm gió một thời, và chắc chắn vai bà Kim của nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân đã gây ra nhiều bức xúc trong lòng khán giả. Với vai diễn này, nữ nghệ sĩ từng bị chửi trong một thời gian dài, và cả khi tham gia bộ phim khác, khán giả phản đối gay gắt nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân khi vào vai bà mẹ Việt Nam Anh Hùng. Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân nhận gạch đá khi đóng vai phản diện trong phim Vòng Xoáy Tình Yêu. Không thể tin được khi đi quay ở Bến Tre, tôi gặp làn sóng phản đối dữ dội của các bà mẹ tại địa phương. Họ nói tôi ác độc như vậy làm sao mà đại diện cho hình ảnh mẹ Việt Nam Anh Hùng. Họ còn kéo nhau qua sông đến trường quay để coi mặt tôi ác như thế nào, nghệ sĩ Kim Xuân từng chia sẻ. Thân Thúy Hà, diễn viên Thân Thúy Hà gặp phải tình huống tương tự khi vào vai phản diện. Thời đóng phim Tình Yêu Còn Lại, cô hóa thân thành nhân vật phản diện Quyên. Khi phim phát sóng, cô bị ghét đến mức có lần đi ăn tối một mình, một nhóm phụ nữ dòm ngó rồi lên tiếng, nhìn mặt là muốn đánh vì đóng phim ác quá. Trong phim Lâu Đài Tình Ái, Thân Thúy Hà khiến người xem tức tối khi thể hiện quá đạt vai, một người phụ nữ ngoài 40 tuổi nhưng vẫn để ích kỷ mưu mô, chỉ biết đến tiền. Minh Hà, vai diễn đầu tiên cũng là vai diễn phản diện để đời của Minh Hà, là vai cô gái nhà giàu nhưng có tính cách ương bướng đáng ghét Diệu Ly trong Lập Trình Cho Trái Tim. Vai diễn này cũng đem lại cho Minh Hà không ít tổn thương và nước mắt khi nhận được quá nhiều lời bình luận tiêu cực từ phía khán giả. Bị Hồng Quế tối đi trễ ảnh hưởng show diễn, Hương Giang chính thức lên tiếng. Gây xôn xao dư luận sau khi bị tối đi trễ, làm ảnh hưởng cả show diễn, Hương Giang chính thức lên tiếng đính chính vụ việc. Sau khi kết thúc show diễn thời trang của nhà thiết kế Đỗ Long, ngoài bộ sưu tập Into the Dark, một trong những người được chú ý nhiều nhất chính là Hoa hậu Hương Giang, bởi đây là lần thứ hai cô được trở thành vedette trong một show diễn vô cùng hoành tráng. Thế nhưng, niềm vui không trọn vẹn khi kết thúc, nàng hậu lại bị Hồng Quế bất ngờ tố về việc thiếu chuyên nghiệp khi đi trễ, ảnh hưởng đến show diễn. Hương Giang lại một lần nữa khiến công chúng phải trầm trồ, bởi từ thần thái đến kỹ năng cách quốc đều điêu luyện, chẳng thua kém gì người mẫu chuyên nghiệp. Cụ thể theo Hồng Quế, nàng hoa hậu chuyển giới đã có mặt khá trễ và lại chưa trang điểm, dẫn đến hệ lụy ảnh hưởng show diễn phải dời lại một tiếng so với giờ được ấn định. Có vẻ điều này khiến người đẹp vô cùng bức xúc. 1.000 người chờ một người làm việc quá chuyên nghiệp, 8 giờ diễn và 7 giờ 30 mới mò mặt tới mà chưa make up, thật quá vô duyên. Cứ có tiếng danh là cho phép mình không coi ai ra gì, Hồng Quế đăng đàn trên trang cá nhân.
trong bình luận tố Hương Giang trễ giờ ảnh hưởng đến show diễn. Về sự ồn ào này, Hương Giang mới đây đã chính thức lên tiếng về vụ việc, nàng hoa hậu chia sẻ lên trang cá nhân. Nhân tiện về thông tin Hương Giang đến muộn làm ảnh hưởng tới toàn bộ show diễn. Một lần nữa có những người mật thiết liên quan ở đây cho phép Hương Giang xin được khẳng định lại. Giang có mặt đúng giờ theo thứ tự make up của các vedette Phạm Hương 6:30, Hương Giang 7:30 ạ. Câu chuyện rất bình thường, mong mọi người không đẩy mọi chuyện đi xa thêm. Quan trọng tất cả để bình tĩnh và tạo nên một đêm diễn tuyệt vời. Theo đó, Hoa hậu Hương Giang trần tình bản thân không hề thiếu chuyên nghiệp đến vậy. Bởi cô đến đúng với thời gian được báo thứ tự trang điểm. Cụ thể nàng hậu này sẽ đến và trang điểm lúc 7:30 sau Hoa hậu Phạm Hương, nên chắc chắn việc show bị dời lại trễ một tiếng không do mỹ nhân bị tố. Theo đó, điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì mà nhà thiết kế Đỗ Long từng đính chính trước đó. Hương Giang không chỉ chia sẻ lời chúc mừng đến nhà thiết kế Đỗ Long, mà nhân tiện đó cô cũng trần tình sự việc đằng sau vụ việc bị tố đi trễ.